Ô nhiễm của tiếng động và ánh sáng. Trên thế giới này, cái gì cũng đều bị ô nhiễm. Âm nhạc thế giới này cũng bị ô nhiễm phần nào, làm xáo trộn tâm thần và kéo chúng ta xuống. Nó diễn đạt những cảm xúc Atula. Đèn điện cũng không tốt cho mắt và da chúng ta. Ở một số khách sạn như chỗ tôi ở, rèm cửa tự động đóng lại để ngăn chặn ánh đèn điện bên ngoài chiếu vào, bởi vì đó là một loại ô nhiễm ánh sáng. Nếu ban đêm đèn quá sáng, quý vị không thể ngủ ngon, chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt. Phải rất tối để cơ thể có thể nghỉ ngơi, hồi phục và tái tạo, hầu giúp chúng ta trẻ trung. Nhưng thời nay, điều này thật khó thực hiện. Dĩ nhiên, khi thiền chúng ta tốt nhất nên ngồi ở chỗ tối để có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong. Ban đêm chúng ta hoàn toàn không cần đèn, cho nên hãy tắt hết. Ngoại trừ đèn đường ở một vài nơi nào đó, những đèn khác chúng ta nên tắt hết rồi đóng rèm cửa để có được giấc ngủ tốt. Nếu bên ngoài quá sáng thì dùng tấm bịt mắt để che mắt lại. Không chỉ có thứ gọi là ô nhiễm của tiếng động mà còn có ô nhiễm ánh sáng, quý vị có nghe chưa? Nó thật sự ô nhiễm. Chẳng hạn trên máy bay, họ có để là hãy kéo rèm cửa xuống. Trước khi rời khỏi máy bay, xin kéo rèm cửa xuống. Tại sao vậy? Bởi vì khi máy bay đậu đó, máy điều hòa và các máy móc khác vẫn còn chạy để duy trì nhiệt độ. Vả lại cũng còn người đang làm việc và dọn dẹp bên trong. Nếu cửa sổ mở, ánh nắng sẽ chiếu vào và máy điều hòa sẽ làm việc nhiều hơn. Như vậy không tốt cho môi trường. Nhiều người trên thế giới này rất quan tâm về môi trường. Quý vị phải tìm hiểu thêm. Làm bất cứ gì có thể được ở nhà mình. Chẳng hạn khi máy điều hòa chạy và bên ngoài trời nắng, máy sẽ làm việc nhiều hơn hoặc sẽ tự động ngừng rồi chạy lại để duy trì nhiệt độ. Dĩ nhiên không phải ở đâu chúng ta cũng có thể tiết kiệm, nhưng chúng ta nên bảo vệ môi trường bất cứ khi nào có thể được. Ô nhiễm từ tiếng động rất có hại cho tai chúng ta. Những tiếng động lớn đôi lúc làm chúng ta giật mình, kích động mạnh toàn bộ cơ thể và các tế bào chúng ta, chẳng hạn như tiếng ồn từ xe gắn máy, điều này không nên, không tốt cho cơ thể con người. Khi chúng ta giật mình, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu điều này xảy ra hoài, sẽ không tốt. Tại những quốc gia đang xảy ra chiến tranh, đôi khi bom đạn hay những vũ khí lớn nổ tung, do đó trẻ em ở những nơi này tinh thần rất bất ổn. Sức khỏe của người già cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đa số người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng động. Thiên nhiên gia trì và bảo vệ. Thiên nhiên có những sức dinh dưỡng rất là mãnh liệt nhưng mà rất là thuần khiết và nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta không thể cảm nhận được như là một cái shockwave của điện hay là cái gì. Nhưng mà tự nhiên mình đi trong thiên nhiên, cái sức dinh dưỡng, cái sức bảo vệ che chở và cống hiến của thiên nhiên làm ảnh hưởng tinh thần, tâm trí và sự suy nghĩ của mình. Cho nên người ta đi du lịch là như vậy. Rất tiếc là trong đời sống hôm nay chúng ta không bảo vệ thiên nhiên lắm, mà ngược lại còn phá hoại rất nhiều. Những người bị ảnh hưởng nhất không phải là thú vật không, mà là chúng ta, những con người hiện đại. Cho nên cảm thấy thiếu thốn dưỡng khí hơn hồi xưa, tại vì thiên nhiên bảo vệ chúng ta bằng dưỡng khí, bằng tâm linh nữa. Tất cả những cây cối mà quý vị nhìn thấy trong rừng rậm hay ở bên đường hay là trong vườn, họ đều có linh hồn cả. Mình cũng có thể tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ được. Bao nhiêu lần chị hai bị nguy hiểm, tại vì làm cái nghề này không phải người nào cũng thích mình nha. Không phải như nghệ sĩ, ai cũng thích hết. Làm cái nghề này giống như con dao hai lưỡi, có người thích, có người phản đối. Nhiều khi chị hai tính mệnh cũng không có được an toàn. Mấy lần rồi, hồi đó nhiều khi chị hai ở trong rừng tu hành. Thí dụ có gì nguy hiểm, cây cối họ nói với chị hai. Họ nói đi ra liền bây giờ, có nguy hiểm sắp đến. Họ cảnh báo chị hai bao nhiêu lần như vậy. Cho nên cây cối mình cũng phải cảm ơn, cũng phải tôn trọng. Tất cả mọi linh hồn đều có quyền chọn lựa cái dáng vẻ của mình để mà hiện diện trên thế giới này hoặc là thế giới khác. Chúng ta chọn cái dáng vẻ của con người, chọn dáng vẻ của đàn ông, đàn bà, em trai, em gái. Còn chọn những dáng vẻ của người vừa đàn ông vừa là đàn bà cũng có như vậy. Hoặc là đàn bà nhưng mà tâm thái của đàn ông,
Hoặc là đàn ông có tâm trạng của đàn bà. Chúng ta đều chọn lựa như vậy, đều có quyền chọn lựa. Cây cỏ, họ cũng là những linh hồn giống như chúng ta. Họ chọn lựa cái hình thái cây cỏ để họ cống hiến cho đời một cách khác. Như chúng ta đem âm nhạc, đem lời ca dịu dàng thánh thót cống hiến cho đời sung sướng, vui vẻ. Thì thiên nhiên như là cây cỏ cống hiến cho chúng ta dưỡng khí và những từ trường xoa dịu tâm hồn rất là loạn động của chúng ta. Bởi vì cuộc sống mang lại rất nhiều phức tạp, rất nhiều khó khăn, cho nên quý vị đừng đi đâu xa. Không cần đi đâu xa, du lịch tốn tiền, mất thời giờ, cũng không gặt hái được gì bao nhiêu. Nhưng dĩ nhiên nhiều khi mình hiếu kỳ, muốn đi thăm chỗ này chỗ kia thì cũng có. Nhưng mà nếu mình muốn tịnh dưỡng tâm hồn và thân xác thì cứ đi ra ngoài rừng thôi. Coi rừng nào gần bên đó thì mình đi. Bờ sông nào gần mình tới đó mình ngồi, mình cắm trại. Biển nào mà tự do mình đến đó mình chơi tắm mát hoặc là nằm phơi nắng trên bãi cát. Tất cả những điều đó đều đem lại một sự yên dưỡng tinh thần về thể xác rất là quý báu. Cho nên mọi người đều phải nghỉ ngơi, tìm về thiên nhiên. Chúng ta ngày hôm nay vì bảo tồn sự an toàn thân mệnh mà phá hủy thiên nhiên rất là nhiều. Vì chúng ta không có nhiều kiến thức cao rộng hơn để biết rằng thiên nhiên chính là đời sống của chúng ta. Thiên nhiên bảo vệ đời sống của chúng ta thì chúng ta hy vọng rằng càng sớm càng tốt, thế giới thức tỉnh thêm để mà bảo vệ thiên nhiên cho mọi người cùng được cộng hưởng. Vì thiên nhiên chính là đời sống của chúng ta, thiên nhiên là sức khỏe của chúng ta, thiên nhiên là tinh thần của chúng ta. Thiên nhiên là sự linh thiêng đánh thức tâm hồn của mình, trở về với nội tâm. Chúng ta càng bảo hộ thiên nhiên chừng nào, thì càng bảo hộ chúng ta chừng nấy. Thí dụ quý vị ai cũng biết mà, trong lúc mình buồn bã, mình đi ra vòng vòng ngoài hồ, rồi thả chân trong nước, hoặc là đi chân không, không có mang dép trên cỏ, cảm thấy tâm hồn thư thái, lắng động liền, những cái bực bội lo âu bớt đi. Hay là mình thấy một cái bông hoa đẹp, tâm hồn mình cũng vui vẻ vô cùng. Ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm những lá hoa trong rừng thẳm hay xung quanh mình đều đem đến một sự an vui rất là quý báu. Mặt trời cũng yêu thương chúng ta lắm. Nếu mà chúng ta câu thông được với mặt trời, cảm thấy tình thương bao la của mặt trời, của trăng, của sao, của vạn vật trên đời sống này, rất là sung sướng. Chúng ta bị mất mát rất nhiều, không phải mất mát thân bằng quyến thuộc, mà mất mát cái linh tính của mình rất nhiều, cho nên mình không cảm thấy lòng thương yêu của Thượng Đế, không cảm thấy được sự phù hộ của Phật và Bồ Tát, không cảm thấy được sự yêu thương, che chở của vạn vật xung quanh mình. Rất là tiếc, rất là đáng tiếc cho chúng ta. Chúng ta làm người, nhưng thật ra là những sinh vật đáng thương xót nhất. Chúng ta phải tìm cách trở về với thiên nhiên hơn, thăm viếng thiên nhiên hơn để lợi ích cho tâm linh của mình hơn. Thì tốt hơn là những cái điều mà vật chất có thể cống hiến cho mình. Bệnh mập, vi khuẩn mới. Ngay cả bệnh mập cũng truyền nhiễm sang quý vị qua không khí. Có một bác sĩ người Thụy Sĩ tên là Henrik gì đó từ Thụy Sĩ. Có một ngày ông ta thử cô lập một tế bào giống gen và tìm vi khuẩn cho bệnh S. Rồi tình cờ ông ta khám phá ra loại vi khuẩn làm cho người ta phát phì. Có người ăn không nhiều, họ ăn rất ít nhưng lúc nào cũng mập cả. Còn có người ăn nhiều nhưng cứ như cây tăm. Vị bác sĩ đó tình cờ tìm ra được rằng người bị mập vì bị nhiễm thứ vi khuẩn này chứ không phải vì thức ăn. Vì vậy có rất nhiều người nhịn ăn và tập thể dục và làm đủ mọi thứ nhưng họ vẫn cứ mập. Nên người ta nghĩ rằng họ gian dối và họ không ăn uống chừng mực hoặc họ trốn trong tủ quần áo để ăn hay gì đó. Điều này không đúng. Ông ta tìm ra rằng loại vi khuẩn này chỉ thu thập chất béo hoặc còn làm thêm chất béo rồi dự trữ chất này mãi mãi. Thông thường nếu chất béo quá nhiều thì sẽ được đẩy vào máu và rồi sa thải bằng cách này hay cách khác. Nhưng loại vi khuẩn này giữ chất béo, dự trữ ở một nơi đặc biệt là ở đây. Sư phụ chỉ nơi bụng. Có lẽ ở đằng sau, bàn tọa hay ở đâu đó. Rồi giữ chúng ở đó luôn, nhốt chúng lại ở đó. Vì vậy người ta nhịn ăn và làm đủ mọi cách họ vẫn bị mập. Có lẽ người ta đã tìm thấy một số giải pháp cho vấn đề này,
Họ hy vọng sẽ công khai sản xuất ra hàng loạt những thứ này. Lúc đó mấy người mập sẽ có tin vui, sẽ lấy lại hình dáng của họ. Còn chuyện tệ hại nhất về vấn đề này là nếu quý vị ở gần mấy người mập, quý vị sẽ phát phì. Đó là điều sư phụ đọc được trong tờ báo. Sư phụ nghĩ cách miễn nhiễm hay nhất cho chúng ta là pháp môn Quán Âm. Nếu chúng ta thiền nhiều hơn, thì chúng ta tự miễn nhiễm cho chính mình, miễn phì, miễn gầy, miễn lửa. Nếu không thì thế giới này thật kinh khủng. Cái gì cũng truyền nhiễm cho mình, ngay cả bệnh mập. Thật không thể tin được. Đồ nhựa và độc chất. Đồng tu, sư phụ nói chuyện về cái đồ nhựa. Hôm nay con đọc một tờ báo của Đức, nói là có một gia đình, họ thử nghiệm trong một tháng. Họ vứt toàn bộ đồ nhựa trong nhà đi, từ đồ chơi. Thì họ thấy là sau khi kiểm tra chất độc cơ quan nước tiểu thì tốt hơn hẳn lên. Sư phụ, tốt hơn rất nhiều, đúng rồi. Thành ra uống nước mà nó trong mấy chai nhựa cũng không tốt gì lắm đâu. Nó có những cái vi, những cái hạt phân tử từ nhựa nó ra, có những cái thành phần của cái chai cao su đó, nó trộn vô trong nước mình đó. Mình không có thấy nó được, nhưng mà nó cũng có một chút thành phần trong đó. Uống hoài những cái đó, cái chai nước hoặc là chai đồ nước ngọt. Nước gì mà kêu bằng nhựa lâu ngày, cái máu mình nó đầy những cái thành phần nhựa ở trong đó. Đồ chơi, đồ này kia, nó cũng bay trong nhà, cũng không tốt đó. Nhưng mà bây giờ thời đại này, làm cái gì cũng nhựa không? Đồ chơi cho chó cũng nhựa, đồ chơi cho con nít cũng nhựa. Đi picnic cũng nhựa, ăn cái gì cũng nhựa, thiệt là khổ. Nó nhiều khi mình không thấy nhưng mà nó bay trong nhà, những cái thành phần nhỏ nhỏ không thấy được đó. Cũng bay trong không khí nữa, hay là mình uống nước nó cũng bị luôn. Nó trộn vô trong này, không thấy nhưng mà có. Hoặc là mình dùng những cái hộp mà bằng cao su mà đựng đồ ăn này kia đó, nhiều khi bỏ vô microwave, nó cũng bị nhiễm vô trong đồ ăn của mình, ngày càng nhiều. Rồi nó thành độc trong người, nó bệnh hoài. Bị chất độc nó làm cản trở sự lưu thông của máu, với lại máu không tốt đó, làm cho mình thành bệnh hoạn. Nhựa là ý sư phụ nói vậy đó. Rồi mình uống xong rồi mình bỏ. À, thường thường mình uống xong rồi còn thảy bỏ. Nhiều khi đi picnic nó bỏ tầm bậy, hoặc là nó bay ra ngoài từ trường. Trong những cái hàm rác nó bay ra đó. Rồi nó bay tới biển, tới sông hồ này kia đó. Rồi bị sóng gió nó làm cho nát nẩm ra đó. Rồi nó ở trong nước, rồi mình cũng uống những cái đó. Có lọc mấy nó cũng có. Lọc như thế nào cũng không có lọc hết được cái chất của nó, chứ không phải cái hạt nữa, mà cái phẩm chất của nó cũng như khói đó mà. Khói độc phải không? Nó đâu có hình dáng gì đâu, nhưng mà mình trúng độc, mình vẫn chết hoặc bị thương đó hả? Những khi cảnh sát người ta thảy những cái bom đặt cho mấy người biểu tình mà chạy đi đó, đâu có phải có hình dáng gì đâu, nhưng cái phẩm chất của nó làm độc, thí dụ vậy đi. Nhựa cũng vậy đó. Những cái chất mà làm bằng cao su đó, nó không có tiêu hóa được. Nó vô trong đất mấy ngàn năm nó cũng còn đó. Vô trong nước mấy ngàn năm cũng còn đó. Nó có thể nát nẩm ra nhưng mà nó không tiêu hết được. Rồi những con vật, nó ăn vô nó chết. Cá hay là chim đó, nhiều khi nó chết nằm đó thấy thân thể còn xương không à. Bụng nó đầy những bình, những cái thứ mà cao su để trong bụng. Nó chết là bởi vì vậy đó, nó tưởng đồ ăn đó. Nhiều khi nó mổ rồi nó nuốt lẹ đó. Đói quá rồi nó mổ, nó nuốt lẹ. Không có đồ ăn đó, nó nuốt lẹ đầy trong bụng. Đầy những cái chai cao su, bình cao su mà nát nẩm đó. Thành ra nó chết. Chết vì những cái đó. Ăn nhiều mà đói không có gì hết rồi bị chướng ngại đó mà. Bị những cái khí quản hay là mạch máu bị chặn nghẹt, bị nghẽn. Không phải văn minh mà tốt đâu. Càng văn minh càng bệnh nhiều. Càng văn minh thế giới càng ô nhiễm, rồi nó ảnh hưởng tới mình luôn. Những con vật nó chết như vậy đó, sình úa như vậy đó, sinh ra di trùng này kia, rồi nó chảy vô trong nước, rồi mình uống lại cái nước đó, thì cũng tự mình mà ra hả? Mình bỏ đồ, bỏ rác cho nó chết xong, nó chết xong rửa ra, thân thể nát, rửa, chảy vô nước, nước mình uống những cái nước đó. Lọc gì cũng vậy thôi à. Lọc qua gì rồi cũng là uống nước thân thể chết của mấy con vật đó. Biết bao nhiêu chết vô số đó, không có đếm hết được.
Rồi những cái hóa học để dùng để làm trong cơ xưởng này kia kia nọ đó, nó chảy hết vô trong sông hồ. Rồi mình uống, cá cũng uống cũng ăn vô đó. Rồi con người ăn cá, người cũng ăn cá hoặc là người uống những nước độc đó. Thành ra con người càng văn minh thì nó càng đau bệnh nhiều ha. Càng nhiều bệnh viện mà thêm lên phải không? Đâu có gì tốt. Thành ra sư phụ nói đời sống mình càng giản dị chừng nào, càng tốt chừng đó. Cách trị ho ban đêm. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đổ đầy bình giống như vậy, giống y hệt. Tới sáng hôm sau vẫn còn ấm, để tôi có thể uống nếu cần, thỉnh thoảng. Đôi khi ban đêm tôi ho. Nếu ho, quý vị chỉ nhấp 3 ngụm nước nhỏ, rồi cơn ho sẽ ngừng. Tôi không có ý nói khi quý vị bị cảm lạnh hay gì đó, nhưng có thể như bụi, cái gì đó vào trong, làm cổ họng ngứa. Quý vị nhấp 3 ngụm nhỏ, chỉ nước thôi, nước lạnh cũng được. Nhưng nếu tôi đã có bình nước ấm, thì tôi dùng nó. Tôi đặt bên cạnh nó một tách nước lạnh. Nếu nước trong bình quá nóng, thì tôi pha vào nước lạnh để làm ấm rồi uống. Nhưng buổi sáng, cả ngày nước sẽ ấm, uống thật dễ chịu. Muối tẩy từ trường phủ định. Xà lách trộn trước hết phải rửa rau bằng nước vài lần cho đến khi rửa sạch đất cát và chất hóa học. Sau đó ngâm rau trong nước muối từ 3 đến 5 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch, để rửa sạch tất cả hóa chất, đất cát hoặc bất cứ gì trong đó. Trái cây cũng vậy, nhưng trái cây thì không khó gì, ít ra mình có thể gọt vỏ. Quý vị gọt bỏ vỏ, nhưng rau cải như xà lách thì không thể gọt, nên phải rửa thật sạch. Rửa nhiều lần bằng nước sạch để người ăn không có vấn đề. Nếu quý vị ăn sống thì phải rất cẩn thận. Muối rất mạnh, thậm chí có thể tẩy từ trường phủ định. Muối không chỉ tẩy hóa chất, bụi đất và vi trùng, mà còn tẩy được từ trường phủ định. Tất cả trái cây và rau cải cần phải được ngâm trong muối khoảng từ 3 đến 5 phút. Nhưng trước hết phải rửa hết bụi đất bằng nước sạch khoảng 1 hay 2 lần. Sau đó ngâm trong nước muối và rửa lại nước sạch một lần nữa, vẫn gọt vỏ nếu muốn. Tẩy trùng an toàn và hữu hiệu. Quý vị nên lau chùi kỹ lưỡng nhà cửa bằng dung dịch nước và giấm 50-50. Cách này sẽ tẩy trùng và tẩy mùi tất cả mọi thứ và làm bay đi những mùi hấp dẫn sâu bọ. Hãy lau chùi bất cứ thứ gì bị nhiễm trùng, đem phơi nắng, giũ ra và lau chùi mỗi ngày hay càng nhiều càng tốt với 50% giấm và 50% nước. Quý vị nên dùng thêm giấm nếu có thể chịu đựng được mùi này. Tôi có một chai xịt giấm chỉ để dùng rửa tay cho chó của tôi. Và tôi lúc nào cũng mang theo bên mình một bình nửa nước, nửa giấm. Nhiều khi ở tiệm ăn, tôi dùng giấm để rửa tay, xịt lên tay rồi lau đi, và xịt lên chén đũa công cộng để tẩy trùng. Sau đó lau đi, như vậy là sạch. Giống như hệ thống làm khô vậy. Xịt. Rất hữu dụng và không có hóa chất. Giấm vô hại, có thể ăn được cho nên không sao. Tôi luôn mang theo bên mình một bình nhỏ. Quý vị đã học được thêm một mẹo khác rồi đó. Và đôi khi quý vị có thể xịt quanh cửa sổ và tất cả những thứ đó. Hoặc xịt một ít thuốc chống côn trùng, loại không có chất độc quanh cửa sổ, để côn trùng không chui vào. Ngay cả muỗi cũng tránh xa. Những côn trùng nhỏ sẽ tránh xa cửa lưới của quý vị. Nhưng nếu không có thuốc đó thì xịt giấm cũng giúp ích, bởi vì giấm khử tất cả mùi vị và côn trùng thì chỉ hấp dẫn bởi mùi vị. Cho nên thay vì dùng nước hoa, quý vị có thể xịt một ít giấm, rồi muỗi sẽ không biết quý vị là bắp hay xà lách hay là một cô tóc vàng, máu nóng. Có thể chúng nghĩ quý vị là bắp cải hay xà lách. Nếu quý vị có chó thì lau chúng với giấm pha với nước mà thôi. Và nếu quý vị có chó, mèo hay những con vật khác trong nhà thì lau chùi nhà chỉ bằng giấm thôi. Thỉnh thoảng nếu quý vị thật sự muốn sạch và thấy không chắc chắn thì cứ lau với bất cứ thứ gì quý vị cần. Nhưng sau đó phải lau lại bằng nước thật kỹ để không còn những hóa chất sót lại trong nhà. Bởi vì quý vị có thể hại chết chó, mèo bằng cách đó. Không chết ngay lập tức, nhưng sẽ khiến cho chúng thương hại nhiều năm, chúng không chịu nổi. Nếu quý vị có thể nghe được chó, chúng sẽ cho quý vị biết. Cho nên chúng ta chỉ cần nước giấm thôi, nửa giấm nửa nước để lau. Lau sạch thân chó khi quý vị cho nó vào nhà. Lau mấy móng chân và mọi thứ với nước giấm và khăn tẩm giấm.
rồi sau đó lau quanh mắt. Quý vị dùng nước sạch lau lại cho nhanh, để mắt chúng khỏi bị sót. Ở những chỗ nhạy cảm với da mỏng lộ ra hay da nhạy cảm, thì phải lau lại bằng nước ngay sau đó, để cho hết rác. Như vậy là tốt nhất. Nếu quý vị thật sự không có giấm trong tay, thì có thể dùng giấy tẩm lau em bé. Nhưng rồi phải lau lại với nước ngay sau đó, để không còn lưu lại những hóa chất, bất cứ là gì. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.